Liên quan đến vụ một tàu Trung Quốc chìm trên biển Campuchia, sau khi ngư dân Việt Nam cứu được 9 người thì cơ quan chức năng Campuchia cũng đã cứu thêm được nhiều người khác. Chiều 24 tháng 9, tỉnh trưởng Preah Sihanouk, ông Khot Chamboreun cho biết, ngoài số nạn nhân được cứu và xác định nêu trên, còn có 8 người nữa vẫn đang được tìm kiếm. Ông Khot Chamboreun thông tin. Trong số 33 nạn nhân của vụ đắm thuyền nêu trên, Campuchia cứu được 21 người và vớt 3 nạn nhân tử vong. Việt Nam cứu được 9 người, tổng cộng là 33 người, còn 8 người còn lại vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. Theo nhà chức trách, vụ chim thuyền xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9 trên vùng biển tỉnh Preah Sihanouk. Các nạn nhân cho biết, trên thuyền chở 41 người Trung Quốc, trong đó có 3 phụ nữ. Họ rời cảng Quảng Châu, Trung Quốc vào hôm 11 tháng 9 bằng tàu cao tốc. Đến ngày 17 tháng 9, nhóm người này chuyển sang một chiếc thuyền có hai người Campuchia điều khiển. Khi thuyền bị hỏng và sắp chìm, trên hải phận tỉnh Preah Sihanouk có một chiếc thuyền gỗ đến đón hai người này rời đi. Được biết, cảnh sát đã bắt giữ hai người Campuchia điều khiển chiếc thuyền bị chìm để thẩm vấn. Ngoài lực lượng cứu hộ của chính phủ, nhà chức trách Campuchia cũng kêu gọi người dân tàu thuyền qua lại trên biển tham gia tìm kiếm số nạn nhân còn lại của vụ đắm thuyền hiện vẫn đang mất tích.